Lần đầu tiên cho phép làm trường gala chào tới khán giả của chương trình Trà Chanh chiều Chủ nhật. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua thì trường thật ra thì cũng giống như những đồng nghiệp của mình tham gia những cái tour diễn trong và ngoài nước, những cái dự án về âm nhạc. Đương nhiên là các bạn thấy rằng trường cũng không xuất hiện nhiều tần suất ở trên những cái kênh truyền thông. Đó là lý do tại sao mà mặc dù rằng trường rất là bận nhiều show diễn nhưng mà ngược lại lại vắng cái hình ảnh của trường trên những cái mặt báo cũng như là truyền thông. Có thể chia sẻ đó một cái sự ngộ nhận, mọi người nghĩ rằng đôi khi là trường hay là những bạn bè đồng nghiệp, một số người bạn bè đồng nghiệp khác của trường dạo này không biết đang làm gì, có thể sự là tiếp tục ca hát hay là đang nghỉ rồi. Thế ra là trường rất là bận với những show diễn của mình. Mục đích chính của lần trở lại cái này thì trường muốn giới thiệu những cái sản phẩm âm nhạc của mình ấp ủ trong hơn một năm qua. Thứ hai nữa là như các bạn cũng biết, cái điều mà thực sự mà mong muốn của trường cũng như bạn bè đồng nghiệp của mình đó là sẽ xuất hiện trên những cái tần suất có xuất hiện trên những mặt báo chí truyền thông để rồi mọi người có thể có sự tương tác nó rõ nét, đậm nét hơn và cũng có nhiều cái tình cảm hơn, nó dễ dàng trao đổi với nhau hơn về mặt tình cảm cũng như về mặt công việc. Đó lý do tại sao mà lần này thị trường muốn giới thiệu album và cũng như là những cái dự án kế tiếp của mình, tần suất làm việc của trường trong năm nay trường hy vọng là nó sẽ xuất hiện đều đặn hơn. Không hề nguội hơn, bởi vì mỗi lần mà trường thực hiện một cái dự án là trường ấp ủ và cũng như trường dành cho nó rất nhiều tâm huyết và tình cảm, cho nên đến khi mà chương trình cái dự án đã được xong hoàn tất và được giới thiệu tới thì đó là cái lúc mà trường cảm thấy là mình vui sướng nhất và nôn nóng nhất để mà được sớm trình làng những ca khúc mà mình thực hiện trong album. Và album Vô 14 lần này hơn một mong em hạnh phúc là một album mà trường cũng ấp ủ nôn nóng rất là nhiều, tại bởi vì đúng ra thì trường muốn là khoảng 6 tháng cho tới 8 tháng sẽ được giới thiệu và cuối cùng thì phải đợi hơn một năm. Lần này thì chính thức đã ra mắt giới thiệu với công chúng của mình. Âm nhạc luôn luôn có những cái biến động trong cái thị trường âm nhạc của mình, nó có những cái nó phụ thuộc vào cái đời sống về giải trí của người dân ngày nay. Thì trường nghĩ rằng âm nhạc ngày nay nó có nhiều cái điểm khó nói, có thể là dùng từ một lúc để mà diễn tả hết được cái diện mạo âm nhạc của mình trong lúc này, nhưng mà đương nhiên nó có những cái thế mạnh và có những cái điều còn khiếm khuyết mà mình cần phải sửa đổi. Đương nhiên là người trực tiếp tham gia trong cái lĩnh vực âm nhạc này, trường có những cái thế mạnh cũng như là những cái điểm yếu, mà nói tóm lại thì trường thấy rằng âm nhạc ngày nay nó đang cần những cái sản phẩm có chất lượng nhiều hơn để mà công chúng bắt đầu cảm thấy đặt niềm tin đúng chỗ và họ cảm thấy rằng lấy lại được cái niềm tin của công chúng. Sau hơn một khoảng thời gian dài mọi người cứ chẳng hạn như trước đây thì những live show thì nó rất là có ý nghĩa rất là thiêng liêng đối với công chúng, với cả người ca sĩ, thì ngày nay live show nó quá nhiều rồi, nó cũng được thể hiện một cách nó hơi vội vàng và không có đầu tư. Đó là trường nói phần đông chứ không phải là nói một số chương trình thực sự là cũng có chất lượng, nhưng mà trường thấy rằng ngày nay công chúng đang đòi hỏi những cái chương trình chất lượng hơn và mong muốn có những cái sự tâm huyết nhiều hơn của người ca sĩ đặt vào cái sản phẩm của mình. Có nhiều khán giả cũng tâm sự nói rằng họ muốn nghe lại được những cái bài hát trước đây trong những cái lần mà những chương trình như là Sống Xanh, họ muốn quay lại cho làm những ca khúc đó hơn là những ca khúc bây giờ. Đó là những cái mong muốn của công chúng và mình phải biết lắng nghe và để hiện ra những cái sản phẩm nó đúng với những cái gì mong muốn của mình cũng như là của công chúng. Trường cảm thấy trách nhiệm với công chúng rất là nhiều. Trường không dám dùng cái từ định hướng là bởi vì chỉ là một ca sĩ và là đi theo một cái sở trường của mình, nó dòng nhạc pop ballad. Trường cùng với những đồng nghiệp của mình đã tạo dựng nên một cái diện mạo âm nhạc của Việt Nam mình, cả một cái tập thể, cả một cái xã hội lần. Thì định hướng thì chị không thể nào nói là định hướng, nhưng mà chị thấy rằng mình có trách nhiệm với lại công chúng là những người yêu âm nhạc, đặc biệt là những người đã luôn ủng hộ trường với cái dòng nhạc của trường trong suốt thời gian qua. Cho nên là trường cũng có nhiều áp lực và cũng có nhiều cái sự ưu tư. Đương nhiên là chính những cái điều đó đã cho trường cái động lực rất là lớn để mà thể hiện những cái sản phẩm của mình. Và trường biết tin chắc rằng với những cái sự cực khổ, những cái sự tâm huyết, cái sự cố gắng của mình, công chúng sẽ nhìn nhận ra và đánh giá và sẽ dành cho mình những cái sự đáp trả rất là xứng đáng.
cái yếu tố khiến cho Trường cảm thấy là cái nền, cái sự kinh doanh của mình nó được ổn định, đó là về gia đình và về những cái người đối tác rất là tốt của Trường trong công việc làm ăn. Họ đã bỏ thời gian, tâm tư để mà đưa cái kinh doanh của nhà hàng Tiệc Cưới Forever cũng như là tiệm thức ăn nhanh Fish and Chip của Trường nó được ổn định hơn. Mọi người đã hy sinh thời gian của mình để mà giúp Trường, bởi vì biết rằng Trường cũng bận rất là nhiều trong công việc ca hát của mình. Trường chỉ có thể giúp được về một phần nào đó thôi, nhưng mà cái chính là mọi người đã không ngừng cố gắng để mà phục vụ thật tốt trong cái lĩnh vực về dịch vụ, về ẩm thực. Trường nghĩ rằng đó là những cái yếu tố giúp cho cái kinh tế mình nó ổn định hơn. Kinh doanh và ca hát nó có những cái điểm tương đồng. Chứ nghe là âm nhạc thì để phục vụ cho những khán giả thích nghe âm nhạc, còn ẩm thực thì phục vụ cho những đối tượng là những khách hàng thích ăn uống, thích ăn ngon. Điều nói chung ra là điều phải là những cái sản phẩm nó có chất lượng nhất và những cái sự phục vụ nó hiệu quả nhất và nó nhanh nhất. Đó là cái mà Trường nghĩ rằng nó có những điểm tương đồng giữa ẩm thực và cũng như âm nhạc. Ẩm thực là một cái nghệ thuật, âm nhạc cũng là cái nghệ thuật. Ẩm thực nó ngoài vấn đề ăn ngon, nó phải trình bày bày biện món ăn sao cho nó đẹp bắt mắt để mọi người ăn trong cái không gian nó được thực sự sạch sẽ và trang nhã và nó đẹp thì mọi người sẽ làm cho mọi người ăn ngon hơn. Thì âm nhạc cũng thế, âm nhạc được đưa vào với những cái chất liệu về âm thanh, về bài phối, về cả ca khúc, về những cái không gian của sân khấu, âm thanh ánh sáng, nó nghệ thuật thì nó sẽ làm cho bài hát nó sẽ hay hơn, mọi người sẽ yêu thích hơn. Đó là những cái điểm tương đồng giữa ẩm thực và âm nhạc. Nói về giảng dạy thì nó đòi hỏi một cái khả năng về sư phạm và nó đòi hỏi phải có những cái bước về chuyên môn. Thì đương nhiên là Trường biết rằng mình cũng học về trường nhạc ra, nhưng mà để giảng dạy thì Trường nghĩ rằng đòi hỏi có một cái sự có nghĩa là mình phải được đào tạo một cách chuyên nghiệp để mình trở thành người giảng dạy trong âm nhạc. Trường thì lại nghĩ rằng để góp phần cho âm nhạc Việt Nam mình, việc giảng dạy là một cái điều rất là tốt và tích cực. Bên cạnh đó còn nhiều cách khác để mà giúp cho cái nền nhạc mình tốt hơn, chẳng hạn như là ra những cái sản phẩm thật tốt và kiếm những cái đối tác, những cái nhạc sĩ và tạo những cái cơ hội để cho mình cùng với những nhạc sĩ trẻ và mới làm việc với nhau, cả về những nhạc sĩ hòa âm phối khí và cũng như là sáng tác và những cái nhạc phòng thu mới để mình có những cái sản phẩm thật là chất lượng. Đó cũng là một cách để góp phần cho âm nhạc và nền âm nhạc Việt Nam mình đi lên. Trường không dám nghĩ tới điều đó. Nhưng mà Trường biết rằng mọi thứ đều không có gì gọi là vĩnh cửu. Nhưng mà đặc biệt là về trong cái đời sống cuộc đời của một con người, nó cũng có một cái giới hạn giữa con người, nó có cuộc đời mình có cái sự giới hạn về thời gian rồi. Cho nên là cái niềm đam mê thì có thể nói rằng nó là không thể nào khi nào dứt được. Nhưng mà cái vấn đề sức khỏe nó cũng là cái vấn đề mình không thể nào không cho bỏ được. Thành ra rằng Trường biết là đó là thực tế, nhưng mà Trường chưa bao giờ nghĩ tới. Trường biết rằng bây giờ mình còn đang rất là có nhiều sức khỏe, đang có nhiều cái nhiệt huyết, có sự cái đam mê, thì Trường sẽ luôn tiếp tục ca hát cho tới khi nào mà ngoài trừ cái đam mê không bao giờ ra thì những cái yếu tố khác nó tác động khách quan lên thì mình phải chấp nhận thôi. Mà khi đó thì Trường sẽ tìm cách để mà mình vẫn giữ một cái vai trò nào đó trong cái nền âm nhạc để tiếp tục cái niềm đam mê của mình. Trường có thể trả lời câu hỏi này. Thật sự ra cái người kỹ lưỡng về tiền bạc nó, nếu mà nói sơ qua thì mình nghĩ nó điều đó cũng không phải là một cái khuyết điểm hay là một cái điểm xấu. Tiền bạc mình làm ra đó là cái công sức của mình và của nói chung đầu tiên là của công sức của bản thân mình. Thì đương nhiên là những cái người thân của mình sẽ rất là đau buồn, sẽ rất là lo lắng cho mình nếu như mình sử dụng cái đồng tiền đó vào sai mục đích hay là một cách phung phí hoang phí. Thì cái chuyện mà sử dụng cái đồng tiền một cách đúng đắn và kỹ lưỡng đó là một cái điều tốt. Nhưng mà kỹ lưỡng ở đây nó như thế nào, nếu mà theo cái nghĩa là quá kỹ đến mức độ là mình coi cái đồng tiền đó nó không có, nó là một cái vật mà chỉ để nó chiêm ngưỡng thôi, thì nó sẽ rất là phí. Bởi vì đồng tiền nó cũng dùng để phục vụ cho cái cuộc sống của mình, để làm cho cái cuộc sống mình nó được tốt đẹp hơn, nó được thoải mái hơn, làm cho công việc mình nó được thuận lợi hơn. Thì sử dụng đồng tiền kỹ lưỡng bằng cách đúng chỗ đó là một cái điều tích cực, Trường nghĩ theo Trường nghĩ. Thực tế ra mà nói thì Trường vẫn sống rất là tốt vào cái việc kiếm sống từ cái nguồn lợi từ ca hát của mình. Những cái show diễn, những cái một cách gián tiếp nào đó Trường kiếm từ cái về ca hát của mình. Đặc biệt là chắc chắn là chính nhất là về những cái chương trình lưu diễn của mình thì Trường vẫn có thể lo cho bản thân mình tốt, lo cho những người xung quanh của mình. Bên cạnh đó thì sẽ gì mọi người có nhận định như đó, thì bởi vì thời gian qua Trường cũng có giới thiệu chia sẻ với mọi người về cái mảng kinh doanh của mình.
thật sự mà nói thì kinh doanh của trường thì cũng có những cái thuận lợi trong việc kinh doanh, cho nên điều đó cũng không ít khiến cho các bạn nhận định rằng trường sống nhiều vào dựa vào cái thu nhập từ kinh doanh. Thật ra kinh doanh thì nó cũng có những cái thời điểm thuận lợi và khó khăn, ca hát cũng thế, nhưng đến nay thì cái cuộc sống của trường hoàn toàn có thể thoải mái, không phải phụ thuộc vào cái kinh doanh không mà vào ca hát của mình. Có thể trường không bao giờ nghĩ tới vấn đề này, một cái sự khi mà chuyện nó xảy ra rồi thì có thể mình nghĩ lại, mình nhìn nhận lại, mình thấy nó có sự trùng hợp. Có lẽ là tại vì cái bản tính của trường cũng lúc nào cũng trẻ trung. Trường vẫn có những người bạn thân là những người trùng ngang lứa tuổi mình, thậm chí những người lớn tuổi hơn, vẫn có thể chia sẻ, có thể nói chuyện về cuộc sống rất là nhiều. Nhưng không biết tại sao người yêu của trường thì là những người là rất là trẻ. Theo trường nghĩ thì dòng nhạc pop ballad thì nó không cần nhiều lắm về vấn đề về điện tử, về khí cụ. Nó cần những cái âm thanh, những cái khí cụ mà rất là đặc trưng của nó, giống như là piano, string, guitar điện hay là những cái chống acoustic. Nói chung là những cái loại đó nó rất là phổ biến và không bao giờ lỗi thời. Cho nên là trường không có nhất thiết phải làm mà thay đổi những cái phần đó. Ngoài trừ nếu là một đôi lần trường hát những cái dòng nhạc như là hip hop, R&B hay là rock alternative thì trường cần thay đổi những cái sao thì lúc đó trường mới thay đổi thôi. Trường không có trường biết là mình đang thế mạnh của mình là gì và mình đang làm gì cho âm nhạc. Cho nên trường không nghĩ là mình lỗi thời. Mà trường sẽ dĩ như vậy là bởi vì cái dòng nhạc trường thay đổi nó lúc nào cũng vẫn, nó lúc nào nó cũng giữ được cái bộ diện nào của nó. Một cái quá trình của một người ca sĩ theo trường nghĩ là nó có những cái bước đi, những cái biểu đồ, chẳng hạn như là cái thì khi mình mới khởi nghiệp bắt đầu mình đi lên, cho tới khi trên đoạn đường đó mình tìm kiếm cái hình tượng của mình, để rồi mình khẳng định nó, để rồi được công chúng yêu thích, rồi bắt đầu tới cái điểm đỉnh cao nhất của cái sự nghiệp thăng hoa nhất thì mình được mọi người yêu mến và mọi thứ được tập trung đổ dồn vào mình. Và sau cái thời điểm đó thì bắt đầu tới thời điểm là mình gìn giữ những cái giá trị mình có được trong thời gian qua. Đương nhiên rằng bất kỳ ca sĩ nào cũng có cái biểu đồ của ca sĩ, của sự nghiệp của mình. Trường cũng thế. Trường biết rằng cái thời điểm mà trường đạt đến cái đỉnh điểm cao nhất, như là từ năm 1997 khi mà bắt đầu tình cờ xa cho tới năm 2002, 2003, 2004 thì trường nghĩ rằng đó những cái thời điểm mà trường rất là phụ, là như là dùng cái từ nổi tiếng giống như là quý vị nói. Cho tới những năm nay thì trường bắt đầu gìn giữ những cái giá trị đó. Âm nhạc là vậy, bắt đầu có những nhân tố mới và mọi người phải nhường lại những cái, không phải nhường nhưng mà công chúng cũng sẽ tập trung tới những cái yếu tố mới đó, nhân tố mới đó. Đó là cái điều bất di bất dịch trong âm nhạc, cho nên trường cũng không thấy xa lạ. Cái điều quan trọng nhất của trường bây giờ là trường phải làm như thế nào để gìn giữ những cái giá trị, một cái lam trường mà đã được khán giả yêu thương với những cái dòng nhạc của mình. Và cảm ơn rất nhiều các bạn đã nghe chia sẻ với những cái tâm sự của trường trong chương trình ngày hôm nay. Và lần nữa Lâm xin chào các bạn khán giả của chương trình Trà Chanh Chiều Chủ Nhật, và mong là trường sẽ có nhiều cơ hội hơn để gặp lại các bạn trong những chương trình lần tới. Xin cảm ơn các bạn. Goodbye, my love.